Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm được cái Rubik 3x3 này. Bước đầu tiên các bạn cần làm một hình chữ thập màu trắng. Đã được một hình chữ thập màu trắng. Bây giờ các bạn sẽ quay làm sao cho nó được 6 mặt. Nếu hai cái này đối diện nhau thì chúng ta sẽ làm công thức R phải U phải R U R phải. Bây giờ quay. Bây giờ sẽ quay làm sao để nó có hai mặt đúng cạnh nhau. Bây giờ làm công thức như trên. Giờ phải U phải giờ U phải. Bây giờ nó đã đúng tất. Giờ chúng ta sẽ cần làm phun luôn cái mặt trắng này. Đầu tiên cần đưa cái cục này nó lên trên này, cho nó sang xuống, rồi cho cục này sang, cho nó lên, nó đã lên được trên. Mà nếu có cái trường hợp như này thì các bạn cho sang đây. Nó đã lên trên. Rồi, bây giờ đổi cục này sang. Nhưng mà nếu có trường hợp như này thì các bạn phải cho cục này xuống đây xong cho nó sang nha. Rồi nó đang lên trên này. Rồi bây giờ chỉ việc đưa nó lên thôi. Rồi đã được một tầng. Tiếp theo sang tầng 2. Nó nặt nửa cầu ngoài lên cho nặt nửa cầu ngoài lên để mặt trắng xuống. Các bạn hãy để màu xanh. Xanh này những màu mà nó trùng với tâm ở nơi trên. Rồi nào công thức bên trái hoặc bên phải, phải hoặc bên trái. Đây mình làm, đây mình phải chuyển sang bên phải nhưng mình làm công thức bên phải. Thức bên phải là U R U phải R phải U phải F phải U F. Chúng ta đã chuyển được xong đây. Bây giờ chúng ta cần chuyển cái ngoài sang bên này. Mình công thức bên phải U R U phải R phải U phải F phải U F. Nó đã sang được bên này. Chúng ta sẽ chuyển tiếp. Khi nào mà nó đầy tầng 2 này, bên này chúng ta cần chuyển sang bên phải này. Dùng công thức U R U phải, R phải, U phải, F phải, U, F.
đúng đúng tầm 2 là một sai. Bây giờ chúng ta cần chuyển thay thế cùng ngoài bằng cục này. Dùng thức bên phải tiếp giờ u ra phải F là ra sang đây cùng một can chuyển cục kia lên nó là có cùng chuyển sang phải u ra phải u phải F u F chúng ta đã làm được mặt hai. Thôi các bạn cần làm một chữ nào nhưng mà mình xoay nó có sẵn rồi nên là chỉ cần làm công thức cho nó thành dấu trừ ba màu vàng dấu trừ dùng công thức F R U R phải U phải F phải nó đã được dấu trừ. Bây giờ chúng ta sẽ làm lặp lại công thức đó để được vào cộng F R U R phải U phải F phải đó nó đã được lập cộng rồi. Chúng ta quay một con chỉ sử dụng một nguyên một công thức này để làm ra full cái mặt vàng này, chỉ có một công thức nhưng mà nó có tận lên đến 7 trường hợp. Chúng ta quay bao giờ nó được 7 một mặt phun vàng này thì thôi. Đây hoặc các bạn hãy nhìn vào cái này để là công thức trên nó sẽ được phun luôn mặt vàng. Và bây giờ chúng ta hãy làm tất cả cái cạnh này nó đúng làm công thức này. Nó có hai cạnh đúng vào một mặt thì chuyển mặt này bên nào và nó công thức R U R phải F phải R U R phải U phải R phải F R hai U phải R phải U phải. Bây giờ đã được một mặt cam đúng, được một mặt một cam đúng thì các bạn hãy xoay làm sao chéo được cái mặt này của nó. Bây giờ nào công thức như trên R hai U R U R phải U phải R phải U R phải U R phải. Rồi, đã hoàn thành một Rubik, cục Rubik 3x3. Xem các mặt. Xem các mặt ra, xem. Và tất cả các mặt đã đúng. Mặt đỏ đúng, mặt xanh lá đúng, mặt cam đúng, mặt xanh nước biển đúng, mặt trắng đúng, mặt vàng đúng. Đã xong tất cả. Xin chào tất cả. Goodbye.